Đây, đây là mạch lo kéo DB-HA862 có nguồn sung. Ok chưa? Rồi, điểm mới trong cái phiên bản lần này mình sẽ giới thiệu cho các anh em. Đó chính là cái gì? Đây, nguồn sung đợt này đã nâng cấp công suất lớn hơn ha. Rồi, điều quan trọng là nó lắp gọn gàng, cứng cáp, chắc chắn. Ha, chắc chắn hơn không? Cứng cáp hơn không? Để mình di chuyển không bị rung lắc gì hết ha. Đây thì qua đây mình thấy hấp dẫn hơn, hấp dẫn hơn ha, quá hấp dẫn luôn. Hai ngõ ra lo, một bá một chép, lắp bình 12V, có ngõ lắp micro không dây, IC công suất sẽ 8623E. Đây con này nè ha, công suất này coi chưa, hấp dẫn chưa, có nguồn sung nè, cắm điện 220 để chạy điện trực tiếp luôn.